Thưa quý vị và các bạn, quy hoạch đóng vai trò then chốt trong phát triển kinh tế xã hội của các địa phương, nhất là những tỉnh phát triển mạnh công nghiệp, đô thị, dịch vụ như Hưng Yên. Cùng với quy hoạch thì đầu tư nguồn lực để làm hạ tầng giao thông cũng là đòn bẩy, động lực chính để đón các nhà đầu tư lớn đăng ký vào địa bàn. Nhân dịp đầu năm mới Giáp Thìn 2024, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã trả lời phỏng vấn Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên để làm rõ hơn về các nội dung này. Xác định vấn đề đầu tiên để cho thực hiện trong 5 năm, 10 năm và nhiều năm tiếp theo thì phải có một quy hoạch tốt. Hiện nay thì đối với Hưng Yên thì trước hết mà để thực hiện quy hoạch đó là phát triển hạ tầng. Sau đó là ưu tiên phát triển giao thông. Từ giao thông thì công nghiệp mới phát triển, đô thị mới phát triển thì nó có sự rất logic với nhau. Nếu giao thông không phát triển thì đương nhiên các khu công nghiệp cũng không phát triển. Ví dụ như Hưng Yên, tỉnh ta đầu tiên chỉ có mỗi một con đường 5A chạy qua. Thì các huyện trên giáp đường 5A thì rất phát triển. Ví dụ như Văn Lâm, ví dụ như Mỹ Hào và một số huyện lân cận như Yên Mỹ chẳng hạn được lợi ích, tức là tiện ích về giao thông thì các huyện nó phát triển. Đấy là minh chứng, đấy là thực tiễn. Nếu chúng ta chỉ có một đường 5A thì chúng ta chỉ được mấy huyện trên đó thôi. Như vậy không thể phát huy hết tiềm năng được. Tức là tất cả các nhiệm kỳ, các thế hệ đều có khát vọng. Đó là khát vọng phát triển, để Hưng Yên phát triển, đời sống của nhân dân nâng cao. Thế nhưng mà cái điều kiện lại rất khó khăn. Thì bỏ lấy tiền đâu ra để nào. Nhiệm kỳ này thì với phát huy truyền thống, vẫn một cái tư tưởng đó có các nhiệm kỳ khác để lại và vẫn có một khát vọng. Đó là khát vọng phát triển. Hiện nay chúng ta có 30 dọc và 80 ngang. 30 dọc thì hiện nay đường nối hai đường cao tốc đấy thì đã cơ bản hoàn thành. Thì dọc cái đường này thì bố trí toàn bộ là phát triển công nghiệp, nó khoảng trên 3.000 hectare các khu công nghiệp nó đưa vào quy hoạch. Cái thứ hai là đường Tân Phúc Vũng Phan thì cái đường này cũng quy mô mặt cắt khoảng 60 m, đầu tư khoảng gần 4.000 tỷ đồng. Thì dọc hai bên cái đường này thì cũng quy hoạch toàn bộ các khu công nghiệp khoảng 4.500 hectare các khu công nghiệp. Từ quy hoạch này thì các nhiệm kỳ này và nhiệm kỳ sau và các nhiệm kỳ sau nữa, chúng ta có điều kiện để phát triển công nghiệp. Đây là một việc phát triển công nghiệp để làm sao mà tỉnh Hưng Yên chúng ta nếu có sau này giàu có thì giàu có một cách bền vững. Đây là phát triển nhanh và bền vững, không phải phát triển nóng. Cái thứ ba, đó là đường kết nối di sản. Thì hiện nay không có gì thay đổi. Chúng tôi đã chuẩn bị khoảng 2 năm chuẩn bị đầu tư. Vì cái đây là một dự án rất lớn, dự án nhóm A khoảng gần 10.000 tỷ. Đến giờ phút này thì đã cơ bản là xong. Và không có gì thay đổi là đầu quý 2 năm 2024 này thì tiếp tục khởi công. Mục tiêu con đường này là để phát triển du lịch, đô thị và du lịch mà chủ yếu phát triển du lịch là chính. Mới đưa vào cái này thôi và mới có làm cái đường này thôi thì đã có nhà đầu tư à? Ngay à? Đề xuất luôn à? Trước đây thì các nhà đầu tư cũng có. Với Hưng Yên đó là có một cái tích đó là nhất kinh kỳ như Phú Yên này. Muốn làm phát triển du lịch đó thì phải có giao thông đi lại thì các nhà đầu tư mới đầu tư được. Thì giao thông mới có đề xuất con đường đấy thì doanh nghiệp sân trường thì đã đăng ký là làm cái dự án này. Khi mà ta làm quy hoạch ở đấy cũng dọc sông Hồng mới là quy hoạch và khu du lịch thể thao này, sân gốp này, đất đỏ, đô thị. Mới có quy hoạch về tích hợp quy hoạch tỉnh để trình thủ tướng phê duyệt. Và hai là mới có đường giao thông làm đường kết nối sản thì các nhà đầu tư đã tham gia rồi. Đấy là ta nói rằng đấy là cái lợi ích của giao thông là như vậy và lợi ích của quy hoạch là như vậy. Vingroup đã đăng ký 1.300 hectare, trong đó có khoảng 5-6 sân gốp. Đấy, còn lại là khu vui chơi giải trí, cạnh dự án là khôi phục phế cổ của sân trường. Cái dự án của sân trường giữ mất dự án tổng mức đầu tư khoảng 25.000 tỷ. Thế còn lại mà khu của Vin ý, mà đề xuất cái dự án dự kiến cũng phải trên 1 tỷ đô, cũng khoảng trên 30.000 tỷ. Còn lại, tức là tất cả diện tích sông Hồng của Nghiên ấy, nó khoảng 9.500 hectare. Thì dân hiện hữu ở đây khoảng 4.000, thế còn lại nó 5.400. Thì chúng ta đã có là 3.000 hecta là hai nhà đầu tư đã tham gia rồi. Thế còn 2.400 thì hiện nay là ba nhà đầu tư đã rất muốn vào, tập đoàn Linex này, rồi tập đoàn Kinh Bắc này và tập đoàn Tiên Di này. Đây là ba cái tập đoàn rất lớn tiếp tục muốn xin đăng ký ở chỗ này còn lại. Mục tiêu là họ cũng muốn làm sân gốc.